Trong hành trình đến với vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, trên lưng trường dốc đảo Hòn Chuối thuộc vùng biển tỉnh Cà Mau có một lớp học rất đặc biệt, lớp học của thầy giáo Quân Hàm Xanh. Phải rất khó khăn vất vả, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh vùng Nam Hải quân mới cập được vào đảo Hòn Chuối. Tiếp tục leo hơn 300 bậc thang dốc ngược, qua một đoạn lối mòn giữa tán rừng già che phủ, có một lớp học đang ê a đánh vần từng con chữ. Điều đặc biệt, người thầy đang đứng lớp chính là chiến sĩ đồn biên phòng 704 Bình Nhất, thầy giáo Lê Honda, quê ở huyện Cái Đước, tỉnh Cà Mau. Hiện tại thì lớp học có 23 học sinh và từ lớp 1 cho đến lớp 6. Và các em đều học chung trong một phòng và học từ buổi sáng từ 8 giờ cho đến 11 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6. Và khó khăn thứ nhất là các em không thể tập trung được khi mà một lớp này đang học và lớp khác chỉ ngồi không thôi. Hai là các em ở dưới bè khi mà có sóng đánh nữa là không có thể lên học được. Ví dụ như các em ở trong bờ thì học một ngày được 4-5 môn, thì ở đây các em học chỉ được một vài môn thôi. Vượt lên những khó khăn bằng tình yêu thương con trẻ, khi được phân công thay thầy Trần Bình Phục tiếp quản lớp học, thầy Lê Honda đã phải nỗ lực rất nhiều để các em học sinh đến lớp yêu thích bài giảng của mình. Con có thích đến trường không? Con có thích thầy Lê Honda dạy con không? Thầy dạy cho con chữ, con thích nhất là môn toán. Thầy dạy dễ hiểu, dễ biết. Tại vì lớn lên con còn biết tính toán cá nữa. 23 học sinh của lớp học thầy Đa là 23 mảnh đời khác nhau và đều là con em hộ nghèo mưu sinh trên đảo bằng nghề đánh bắt hải sản. Nên quà học sinh tặng thầy trong ngày 20 tháng 11 cũng vô cùng hồn nhiên và giản dị. Em nhận được rất là nhiều quà, ví dụ như ho gừng nè, ổi nè, kẹo nè, và xà bông giặt đồ, xà bông gội đầu các em dành dụm tiền để mua tặng nè. Đó là cái kỷ niệm lớn rồi. Nhưng niềm vui lớn nhất của thầy Đa chính là sự tiến bộ của mỗi học trò của mình. Cái kiến thức các em tiếp thu được, các em hiểu biết, các em biết đọc, biết viết, biết tính toán, thì cảm thấy mình có cái động lực khi mà mình dạy mình có kết quả. Lớp học tình thương này do đồn biên phòng 704 mở đã được 10 năm nay. Trước kia chỉ là cái lán tạm. Phải đến năm 2016, được sự hỗ trợ của các đơn vị, các em mới được có một phòng học khang trang cùng sân chơi nô đùa. Năm qua năm, nhiều chiến sĩ đã thay nhau đứng lớp để mong đến một ngày nào đó, chính những công dân tương lai của đảo Hòn Chuối sẽ thay những người thầy Quân Hàm Xanh tiếp tục sự nghiệp gieo chữ nơi đảo xa. Năm nay con 16, con học lớp 5. Mong muốn con sau này được dạy các em nhỏ ở đảo.